Julie Trần một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Lê Rất Sài Gòn TV trong chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Và hôm nay là tuần lễ thứ tư của mỗi tháng, là sự góp mặt của anh Jack Trần, đại diện của Văn phòng An sinh Xã hội tại quận Cam. Và như thường lệ, anh gửi đến cho quý khán thính giả những chi tiết mới mẻ nhất, hot news. Trước hết, đầu năm Ất Mùi, Jack thay mặt cho toàn thể nhân viên của Social Security chúc quý vị một năm mới thật nhiều may mắn và vạn sự như ý. Hôm nay mình còn mong mà. Còn mong là còn chúc được. Rồi năm mới thì cũng có một vài thứ mới. Thứ nhất đó, là trong cái mùa thuế năm nay có rất nhiều quý vị cần những giấy tờ để khai thuế. Thì những quý vị nào mà có nhận tiền của Social Security đó thì chúng tôi có gửi cái 1099. Nhưng mà rất nhiều người thay họ bị thất lạc, thay đổi địa chỉ hay là vì lý do nào đó họ không nhận được. Thì phải mất công vào văn phòng chờ để lấy một cái giấy 1099 khác đi khai thuế, nếu quý vị cần phải khai thuế. Trong khi đó, đó quý vị có thể vào cái trang nhà của Social Security, bấm vài cái là in ra ngay tại nhà, không cần phải đi đâu mất thời giờ. Thì một lần nữa Jack rất là khẩn thiết kêu gọi quý vị nào mà chưa mở một cái account với Social Security, quý vị vào cái mạng trang nhà của chúng tôi là www.socialsecurity.gov và chúng quý vị bấm vào cái chỗ nó để là create an account, mở một cái account đó. Trả lời vào câu hỏi, quý vị mở cái account, quý vị có thể thay đổi địa chỉ, thay đổi bank account, in ra 1099, in ra những giấy tờ cần thiết. Nhưng mà chắc phải nhắc nha, đây là cho quý vị nào mà có nhận tiền hưu trí đó, chứ không phải SSI Medical nha. Quý vị nào mà nhận tiền SSI đó thì không có 1099 và quý vị không có thay đổi trên mạng được. Cái này chỉ dành cho quý vị nào có nhận của Social Security mà thôi, không có SSI nha. Rồi. Anh Jack, như vậy thì khi mà cái 1099 gửi về là với hình thức là họ phải khai thuế trên cái số tiền của cái trên cái 1099 đó. Cảm ơn Julie đã nhắc nhở quý vị ơi. Không có phải là mình nhận được 1099 là mình bắt buộc phải khai thuế. Tùy theo trường hợp, như là Jack cũng đã nói đó, theo cái điều luật của sở thuế đó, mình có bắt đóng thuế cho cái tiền hưu trí, tiền Social Security của mình hay là không. Tùy vào cái tổng số thu nhập của mình và vợ trong mình cộng lại đó. Thì quý vị nên hỏi các chuyên gia về thuế vụ nha, chứ không hẳn là mình nhận được cái 1099 là bắt buộc phải khai thuế, không hẳn như vậy. Cái vấn đề thứ nhì mà Jack muốn nhắc nhở đó là bắt đầu ngày 15 tháng 3 tới đây, đúng là 16 tháng 3, thì tất cả các văn phòng của Social Security chúng tôi sẽ mở cửa thêm 1 giờ. Có nghĩa là hiện nay chúng tôi đóng cửa vào lúc 3 giờ chiều. Thì tới ngày 16 tháng 3 tới đây chúng tôi sẽ đóng cửa vào lúc 4 giờ chiều. Thì có nghĩa là chúng tôi sẽ mở thêm 1 giờ nữa. Thì chúng tôi sẽ mở từ 9 giờ tới 4 giờ chiều nhé. Nhưng mà ngày thứ tư cũng vẫn ngày là thứ nửa tư ngày. Vẫn nửa ngày là chúng tôi chỉ mở từ 19 giờ tới 12 giờ trưa mà thôi. Nhé. Rồi. Đó là hai cái điều mới nhất mà Jack muốn nhắc nhở cho quý vị. Nhưng mà anh Jack, thì dụ những cái quý vị mà again không có sử dụng được computer thì cái điều đó họ có thể nào, họ có những cái phương cách nào tốt hơn ngoài cái vấn đề là phải đến văn phòng an sinh xã hội để mà ngồi chờ? Thưa quý vị, thực sự chỉ có ba cách duy nhất. Theo thường lệ là mình đến chờ tại các văn phòng Social Security để mà giải quyết những vấn đề của mình. Cách thứ nhì đó là qua đường dây điện thoại. Nhưng qua đường dây điện thoại đó thì quý vị hiểu là cái số người gọi thì đông mà nhân viên thì không có nhiều, thế là quý vị phải chờ trên máy cũng lâu và không chắc là quý vị sẽ nói chuyện với nhân viên người Việt Nam. Thì cái hầu hết đó là mình phải nói chuyện với một nhân viên người Mỹ, chứ không dễ gì mà tìm được nhân viên người Việt Nam. Thì đó cũng là một cái trở ngại. Mà cái hình thức thứ ba đó, như Jack vừa nói đó, là mình mở một cái trương mục, một cái account với Social Security và mình có thể thực hiện rất là nhiều điều trên account đó. Nhưng đối với quý vị nào mà vẫn còn trong chương trình trợ cấp SSI đó thì quý vị buộc lòng phải đến văn phòng. Dạ vâng. Vâng, thưa anh Jack, khi mà rất là nhiều người trong chúng ta đôi khi cứ nghĩ tới là đi đâu thì cũng không có muốn đem theo cái thẻ an sinh xã hội chính của mình, cứ để cất đi, cất nhiều khi cất kỹ quá rồi mình cũng không biết là mình cất ở đâu.
và họ chỉ cầm theo cái tờ copy. Như vậy thì cái tờ copy đó nó có hợp lệ hay không? Và nếu lỡ họ không tìm được cái thẻ an sinh xã hội chính thì họ có thể xin replacement được không? Julia, kính thưa quý vị, thời buổi ngày hôm nay đó, rất ít người muốn xem cái thẻ social của mình. Hầu hết họ chỉ hỏi con số mà thôi. Số cuối cùng. Quý vị có những nhu cầu về ngân hàng, làm loan hay là bất cứ gì đó, họ chỉ cần con số mà thôi. Chỉ có một trường hợp duy nhất là người ta hỏi cho được cái thẻ là khi mình xin việc làm và mình đã được nhận vào cái việc làm đó, thì cái nhân viên của cái sở mà về phòng nhân viên đó, họ cần xem cái thẻ đó, đó là cái luật. Họ muốn xem cái thẻ social screening để mà bỏ vào cái hồ sơ và làm thuế vụ cho quý vị. Đó chỉ là trường hợp duy nhất mà Jack có thể nghĩ ra là người ta sẽ hỏi cái thẻ của mình. Còn ngoài ra không bao giờ có ai hỏi muốn xem cái thẻ của mình đâu. Cho nên quý vị không có lý do gì mà mang theo cái thẻ social card của quý vị. Cái số đó quý vị học thuộc lòng, nó trong óc, trong tim của mình rồi, không bao giờ quên được. Dĩ nhiên là quý vị phải nhớ, thì không đã nhớ rồi thì không cần mang theo thẻ. Thứ nhất đó, nó không cần thiết. Thứ nhì đó là rủi ro mà có mất thì cái nguy cơ mà những kẻ xấu mà họ có thể lấy được đó, họ có thể lạm dụng và mình mất đi những cái chi tiết quan trọng của mình một cách rất là oan uổng, mà mình phải mất thời gian rất là lâu mình mới có thể sửa chữa lại được nhé. Và quý vị nào mà bị có trường hợp mà bị mất thẻ đó, hay là tìm không ra bị mất thẻ ấy đó, thì quý vị không có thể nào xin một cái thẻ khác qua đường dây điện thoại hoặc là trên mạng lưới internet được. Quý vị cần phải mang những giấy tờ chứng minh, phải chứng minh, nhất là một số người Việt Nam qua đây rất là lâu, họ vào quốc tịch rồi và họ mất thẻ, họ cần làm một cái thẻ mới, nhưng mà khi mà họ vào đó, họ cần phải mang theo cái giấy chứng nhận cái tình trạng di trú. Nếu mà quý vị là đã có vào quốc tịch Hoa Kỳ rồi, quý vị cần mang theo cái bằng quốc tịch, bản chính. Social, chúng tôi không bao giờ nhận bản photocopy hoặc là cái passport có hiệu lực chứ không phải đã hết hạn. Và một cái giấy để chứng nhận cái cá nhân mình là ai. Cái identity đó là cái bằng lái xe hoặc là một cái thẻ ID của tiểu bang. Hoặc cái thẻ passport và cái bằng quốc tịch. Nếu quý vị cần một cái thẻ social screen mới thì chúng tôi sẽ cấp cho quý vị một thẻ mới cũng cùng cái số đó. Cái số không bao giờ thay đổi quý vị nha. Chúng tôi sẽ cấp cho quý vị mới và hoàn toàn miễn phí. Quý vị đừng bao giờ có nghe ai mà nói là giúp cho mình để xin cái thẻ khác, hoặc là giúp cho mình đổi tên, là mình gửi tiền đi để cho họ làm cho mình. Đó là hoàn toàn lừa gạt. Cái đổi tên và đổi xin một cái thẻ khác đó là hoàn toàn miễn phí, không có tốn một chi phí nào hết nhé. Vâng, thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay cũng được sự bảo trợ của First Financial Security. Qua First Financial Security, chúng tôi cung cấp chương trình bảo hiểm nhân thọ với chương mục tiết kiệm. Quý vị có thể sử dụng khi còn sống, lúc bệnh hoạn, khi về hưu lấy tiền ra trọn đời mà không phải đóng thuế. Xin liên lạc với Julie Trần. Là Julie, California License là OG36286 tại First Financial Security, qua số điện thoại là 714-331-4982, 714-331-4982. Julie xin quý vị lưu ý là số điện thoại này dùng để mà quý vị tham khảo về những cái chương trình mà của First Financial Security. Chúng tôi không có cố vấn về chương trình của anh Jack, hoặc là cố vấn về bất cứ một cái đề tài hoặc là bất cứ một cái khía cạnh nào khác ngoài những cái chương trình của First Financial Security. Julie xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị liên lạc với Julie qua chương trình bảo hiểm của First Financial Security là 714-331-4982. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở đã bảo trợ cho Little Saigon TV cũng như là chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội, với phần trình bày của anh Jack Trần, đại diện của Văn phòng An sinh xã hội tại quận Cam.